gặp gỡ Jordan, một học sinh của trường công lập Seattle. Giáo dục của Jordan được tài trợ thông qua ngân sách của liên bang và tiểu bang, nhưng cũng có những khoản thuế thu được từ địa phương mà được những người nộp thuế như quý vị chấp thuận hỗ trợ. Cử tri sẽ có cơ hội xem xét hai sắc thuế thay thế để hỗ trợ cho giáo dục nhằm cung cấp cho học sinh như Jordan nhân viên, công cụ và các cơ sở vật chất để thành công trong học tập. Kiến nghị 1. Sắc thuế EP&O nhằm đảm bảo cho Jordan và các học sinh khác có mọi thứ mà các em cần để thành công như bổ sung thêm nhân viên nhà trường, y tá và cố vấn viên, tài trợ cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt, sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy, và đủ ngân sách để tài trợ cho trường học nhằm thu hẹp khoảng cách giữa những gì tiểu bang tài trợ cho giáo dục và những gì mà học sinh của chúng ta cần. Kiến nghị 2. Sắc thuế thay thế của Building Excellent Capital Levy sẽ sửa chữa hoặc nâng cấp 8 trường học đã quá cũ và cung cấp cho Jordan và các học sinh khác phòng học cố định thay vì phòng học di động, công bằng trong tiếp cận với nền công nghệ tại lớp học và một ngôi trường hiện đại, an ninh và an toàn. Mức phí của hai sắc thuế thay thế là 1 đồng 95 cent cho mỗi 1.000 đô la của giá trị căn nhà được định giá, và mức phí sẽ giảm vào những năm tiếp theo. Những sắc thuế này không phải là loại thuế mới, mà là sự thay thế của các sắc thuế hiện tại. Muốn biết thêm thông tin về sắc thuế thay thế của trường công lập Seattle, hãy vào trang www.seattleschool.org/levy và xin hãy nhớ bỏ phiếu trước ngày 12 tháng 2.